Đây bên đây thì một số dạng sắt si nè, hai đuôi tôm á, chạy thuyền, chạy ghe, chạy vỏ ở đây. Có hai chất liệu bằng sắt mạ kẽm và bằng inox 304 nha. Chính nó là inox 304 và kẽm thôi. Đây gồm có máy xăng là mẫu là 5 ngựa 5, 6 5, 7 5, 9 ngựa, 10 ngựa, 9 ngựa, 15, 13, 15, 16 ngựa trở lên. Cốc xéo cốc thẳng đầy đủ nha. Đây. Đây dàn sắt si rồi đó. Máy dầu luôn, máy dầu mới D6, D8, D9 rồi đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đó là dàn sắt si đuôi tôm. Bên em mẫu thì có một mẫu vậy thôi, sắt thép thì cũng một mẫu, chỉ khác chất liệu thôi, inox hay là sắt mạ kẽm thôi, còn mẫu thì giống nhau, chỉ khác chất liệu thôi. 5 ngựa 5, 6 5, 7 5, 9 ngựa, 13 ngựa, 15 ngựa, 16 ngựa, 18 ngựa đầy đủ nha. Tùy theo máy mà con nói cho phù hợp thì em lấy cho phù hợp. Hai chất liệu chính là sắt và cả mạ kẽm và inox thôi. Inox 304 nha. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đây nóc 304 nè. Nóc 304 thì không xét nước mặn luôn, bao xét nước mặn luôn. Đây, inox là nó để 304 là để đây 304 luôn nè con, tất cả để 304 hết nha. Trong la rồi để 304 hết luôn. Đây bên đây là kẽm nè, bên đây là sắt nè. Rồi có máy D9 của ta ơ đầy đủ nha. Máy dầu lắp máy dầu nè. Thôi A nè, D8 nè, D8, D9 đầy đủ. Rồi 125. Mitsu. Đầy đủ luôn. Yanma 50. Chung dàn lắp đầy đủ, bà con chỉ cần đặt cái đúng mẫu thôi. Bên em chiều dài của ống tiếp á, là dài là nhất á, dài từ 2m là thông dụng nè, 2m, 2m rưỡi, 3m đó là thông dụng. Nó vừa mẫu nó có sẵn vậy. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 088 635 6707.